Thưa quý vị, bây giờ là chương mục văn hóa xã hội. Ngày hôm nay chúng ta có thành phần phản động và chúng ta có thành phần dư luận viên. Hôm nay anh chị muốn mời quý vị theo dõi bài viết phản động ngày xưa từ trước năm 45 cơ của tác giả Dương Quốc Chính. Có điều rằng là không thấy tác giả nhắc đến thành phần dư luận viên của ngày xưa, thời trước năm 45. Tác giả Dương Quốc Chính viết Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song phản động thời nào cũng có trích bình cao đại ngố. Theo đúng nghĩa đen của khái niệm phản động, thì phản động là những kẻ đối lập với chính quyền đương thời. Mình xin giới thiệu một vài thành phần cộm cán thời Pháp thuộc. Thứ nhất là ông Phạm Quỳnh. Ông này nguyên là chủ bút nam phong tạp chí ở Hà Nội, vào những năm 30, Phạm Quỳnh đưa ra thuyết lập hiến, đăng lên năm phong tạp chí để bút chiến. Ông muốn Việt Nam bắt chước Anh Nhật theo nền quân chủ lập hiến. Lúc này Việt Nam vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế. Vua phải chia sẻ quyền lực cho quốc dân thông qua nghị viện và hiến pháp, nhưng vẫn dựa vào người Pháp, Pháp Việt đề hòe. Nghĩa là Việt Nam thành một nước thuộc địa nhưng có nền quân chủ lập hiến. Ông cho là chế độ phong kiến nhà Nguyễn có thể cải cách được bằng cách dùng ông vua Tây học là Bảo Đại. Ông này đã lên ngôi từ năm 26 nhưng chưa có chấp chính vì còn du học bên Pháp. Ông đề xuất thay đổi lại bộ máy Nam Triều, thay đổi cơ chế tuyển dụng quan lại, soạn thảo hiến pháp vân vân. Phạm Quỳnh tỏ ra ít phản động nhất và có tinh thần xây dựng nên được người Pháp ủng hộ. Thực tế là khi vua Bảo Đại về nước năm 32 thì đã cho ông làm đồng lý văn phòng. Nó giống như chánh văn phòng chủ tịch nước vậy. Rồi thượng thư bộ quốc dân giáo dục, thượng thư bộ lại. Thế là Phạm Quỳnh đang từ một nhà báo trẻ mới ngoài 30 tuổi, chuyên chém gió chính trị, anh hùng bàn phím, nhảy sang ngay làm quan to triều đình. Chính là vì tư tưởng phản động mà có tinh thần xây dựng kể trên mà đấy cũng là do vua Bảo Đại cũng tay học về nên không phải là người thủ cựu. Thời gian đó, Bảo Đại còn đưa cả ông Ngô Đình Diệm về làm thượng thư bộ lại trước ông Phạm Quỳnh cơ, nhưng mà ông này lại còn phản động hơn. Do đề nghị Pháp nhiều thứ không được đáp ứng nên ông từ chức sớm. Năm 45, khi nhập đảo chính Pháp thì chính quyền quân chủ lập hiến non trẻ, chưa kịp có hiến Pháp, mà Phạm Quỳnh chủ trương đã phải từ chức để dành chỗ cho chính quyền thân Nhật của ông Trần Trọng Kim. Nhưng chính quyền mới vẫn là quân chủ lập hiến theo mô hình của Nhật. Người thứ hai là Nguyễn Văn Vĩnh. Ông này cũng là một ký giả nổi tiếng, đặc Tây học, từng là chủ bút của các tờ Đông Dương Tạp Chí, Trung Bắc Tân Văn, rồi Lan Nam Vô, nước An Nam mới. Mấy tờ này và tờ Nam Phong và nổi tiếng cỡ như báo thanh niên với tuổi trẻ bây giờ ấy. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông chủ trương là xóa bỏ luôn cả chế độ phong kiến nhà Nguyễn, thiết lập nền cộng hòa dân chủ gọi là thuyết trực trị. Nghĩa là Nguyễn Văn Vĩnh muốn người Pháp trực trị Bắc và Trung Kỳ theo cái chế độ cộng hòa y như Nam Kỳ. Và ông cho là triều đình hữu bại, quan trường bất lương không thể cải tạo được, chỉ có thể đạp đổ Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh bút chiến ác liệt trên báo chí công khai vì chả ông nào chống Pháp mà Hà Nội là nhượng địa của Pháp nên hai ông cứ vô tư mà phản động chửi nhà Nguyễn. Tuy nhiên như nói ở trên, lịch sử đã theo con đường của Phạm Quỳnh cho đến năm 45. Cả Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh đều bị phe phản động khác là đảng Cộng sản cho là phản động cải lương vì vẫn là tư sản thân pháp. Người thứ ba là Phan Chu Trinh. Ông này thì chủ trương đấu tranh bất bạo động, muốn thực dân Pháp cải cách chế độ phong kiến cho tốt hơn, hợp lòng dân hơn. Ông cũng mong muốn phải nâng cao dân trí trước khi giành độc lập, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong thư gửi toàn quyền Paul Poe tố cáo trước công luận trong và ngoài nước về tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam, Phan Chu Trinh đã kết luận theo hướng Pháp việc đề huề của ông như sau. Nếu chính phủ quả thật sẵn lòng đổi hết chính sách đi, kén chọn người hiện tại trao quyền bính cho, lấy lễ mà tiếp, lấy thành mà đãi, cùng nhau lo toan việc giấy lợi trừ hại ở trong nước, mở đường sinh nhai cho dân nghèo, rộng quyền ăn nói cho thân sĩ, báo quán cho mở rộng để thông đạt tình dân thưởng phạt cho nghiêm minh để khuyên răng quan lại còn dấn những việc đổi pháp luật bỏ khoa cử mở trường học đặt tòa tu thư dạy lớp sư phạm cho đến học công thương học kỹ nghệ và các ngạch giúp việc cho chính phủ chỉ sợ người pháp bỏ nước nam mà đi còn ai toan mưu việc chống cự nữa Ông mong muốn là sau khi giành được độc lập thì Việt Nam sẽ thành một nước dân chủ, cộng hòa đại nghị, không còn là quân chủ nữa. Phan Chu Trinh đấu tranh công khai nên ông vào tù ra tội nhiều lần rồi bị đẩy sang Pháp để cách ly, lúc sắp chết mới được cho về Việt Nam. Thứ tư là đảng lập hiến. Đảng này chỉ ở Nam Kỳ, lãnh tụ là các ông Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Dương Văn Giáo, Nguyễn Văn Thinh sau này làm thủ tướng của Cộng hòa Nam Kỳ. Đảng lập hiến bản chất chưa phải là một đảng chính trị mà chỉ là một nhóm trí thức thương gia hợp lại với nhau. Đảng lập hiến dựa vào lời hứa của toàn quyền Albert Sarko là sẽ cho Đông Dương một bản hiến pháp. Chủ trương của đảng lập hiến là đòi pháp cải cách như mở rộng quyền tự do dân chủ cho người dân Nam Kỳ, tăng số người có quốc tịch An Nam ở các hội đồng dân cử, ước vọng cao xa nhất của đảng là đông dương được pháp cho quyền tự trị như úc canada mà anh đã làm vì thế mà đảng lập hiến chủ trương pháp việt đề huề giống như quan điểm của phạm quỳnh ở hà nội chỉ cần người pháp cải cách dân chủ giáo dục luật pháp từng phần và không có ý định lật đổ chế độ thực dân phong kiến đảng lập hiến đấu tranh sao cho hai giống pháp việt phải được bình đẳng ông bùi quang chiêu thì cho rằng người việt phải thân thiện với người pháp coi người pháp là giống người trọng công lý và nhân đạo ta cứ tin ở họ và liên lạc với họ một cách thành thật vậy hãy nén lòng mà đợi không phải cúi đầu mà đợi phải biết rằng người dám đợi là người can đảm đợi đến khi nào người pháp không làm gì mà chỉ hứa xuông thì lúc đó mới xử trí sau Phan Bội Châu, nhân vật thứ năm. Ông này thì trái ngược với Phan Chu Trinh, theo đường lối bạo động lật đổ, chống cả Pháp lẫn Nam Triều, dựa vào ngoại bang là Nhật Bản, đưa thanh niên sang Nhật du học, đông du. Ông tôn hoàng thân cường để cháu năm đời của Hoàng tử Cảnh làm minh chủ. Thời gian đầu, Phan Bội Châu kịch liệt phản đối Phan Chu Trinh qua các bức thư, Đại khái nói là ông đề ra cái chủ thuyết dân chủ khó hiểu bỏ sự, bắt dân đứng ở giữa ngã ba ngã bảy thì biết gì mà chọn lựa, ai mà theo. Một thời gian sau, Phan Bội Châu nhận ra chủ thuyết của Phan Chu Trinh đúng hơn, nhưng Phan Chu Trinh lúc đó đã chết rồi. Phan Bội Châu bị Pháp bắt ở Thượng Hải rồi bỏ tù với án chung thân ở Việt Nam, sau đó được thả nhờ sự can thiệp của toàn quyền Varennes phan Bụi châu và phan chu trinh đều bị phe cộng sản cho là cải lương cho dù hai ông đều không có chống lại phe cộng sản và nhân tố phản động thứ sáu là đảng cộng sản đảng cộng sản chủ trương làm cách mạng vô sản lật đổ cả phong kiến lẫn thực dân thành lập chính quyền dân chủ nhân dân tất nhiên là cũng là bạo, chủ trương bạo động lật đổ dựa vào học thuyết mark lenin làm kim chỉ nam cho hành động Thời điểm đó, đó, Đảng Cộng sản Đông Dương theo chỉ đạo của quốc tế Cộng sản 3 ở Liên Xô, phe Cộng sản chống lại tất cả các nhóm kể trên, đều cho họ là quốc gia cải lương, ru ngủ, đánh lạc hướng quần chúng nhân dân nhằm tách quần chúng ra khỏi phong trào cách mạng. Đảng Cộng sản tổ chức Xô Viết Nghệ Tỉnh năm 30 và năm kỳ khởi nghĩa năm 40 bằng bạo lực nhưng đều nhanh chóng bị thực dân Pháp dập tắt. Ngày 19 tháng 8 năm 45, nhân cơ hội Nhật đầu hàng Đồng minh, chính quyền Trần Trọng Kim không có lực lượng vũ trang. Phe cộng sản đã cướp được chính quyền. Sau đó các phe khác đối lập với họ lại biến thành phản động cho đến tận bây giờ. Thứ bảy là Việt Nam Quốc dân Đảng, đứng đầu là đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Đảng này cũng chủ trương bạo động lật đổ đánh đuổi thực dân và giành độc lập. Quốc dân Đảng ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn được quốc dân đảng binh Tàu bảo kê. Giai đoạn năm 1927-1930, quốc dân đảng có ảnh hưởng rất mạnh ở trong nước. Năm 1930, khởi nghĩa yên bái do quốc dân đảng tổ chức nổ ra và nhanh chóng bị dập tắt. Các lãnh tụ bị pháp tử hình gần hết. Quốc dân đảng tan rã, tái lập lại vào năm 1932 và tiếp tục hoạt động mạnh tại Trung Quốc cùng với đảng Cộng sản. Năm 45 46 khi quân Tưởng vào miền Bắc để giải giới quân Nhật thì Quốc dân Đảng lúc đó là Việt Quốc theo về và tham gia chính quyền với cùng với Đảng Việt Cách. Sau đó thì hai đảng này Việt Quốc Việt Cách đều bị phe của cộng sản trong Việt Minh loại bỏ khỏi chính trường. Chi tiết về đảng này thì dài dòng lắm, mình sẽ phải viết riêng một cái tút khác thời ấy còn nhiều nhóm đảng phái phản động khác nữa nhưng mà kể ra thì dài quá để dịp khác ở đây mình chỉ nói đến các nhóm tiêu biểu có thể liên tưởng đến các nhóm phản động thời nay có gì giống thì mọi người cứ tự nhiên bình luận nhé cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin hãy tiếp tục ủng hộ ttv bằng cách nhấn vào nút đăng ký để theo dõi bấm like trên kênh youtube và trang fanpage tâm thức việt anh chi và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo chương trình mới mỗi ngày